Atlas. Vâng, A3W. Vâng. Đấy, mức chi tiêu khoảng 28 triệu. Đó. Đây, các bạn sẽ thấy là cây đàn có cái giá nhạc cũng khá dài. Hay để 4 tờ A4 thì hơi chật nhưng 3 tờ thì rất thoải mái, 4 tờ mình để khéo vẫn được. Đấy. Chữ Atlas này. Đấy, cái nắp đẹp các bạn ạ, cái nắp đẹp. Vâng. Đấy. Vâng, có lẽ là tất cả mọi những cái gì đấy mà gọi là khoe với các bạn thì điều quan trọng nhất là cái cảm giác và cái âm thanh của người chơi, tương tác giữa người chơi đàn và cây đàn. Đó. Thế nên là khi chúng ta mua một cây đàn, chúng ta đều phải cố gắng là tìm hiểu và có người chơi thử đàn. Đấy, thì nó sẽ có một cái tác dụng rất là tốt là chúng ta biết được cái tương tác nó như nào. Đấy, cũng như là các bạn biết đi xe máy hoặc biết đi ô tô, thì khi chúng ta nhảy lên một cái ô tô hay một cái xe máy, chúng ta biết ngay là cái xe đấy đi có tốt hay không. Thì mua đàn cũng vậy, nếu phải có một người biết chơi đàn ít nhất là một mức độ, thậm chí là nghệ sĩ chơi càng tốt càng quan trọng, thì họ sẽ chơi được những cái kỹ thuật khó để xem cái đàn nó có đáp ứng được không. Đó, đấy là điều rất là quan trọng. Vâng, nhưng mà bây giờ là cây Atlas này sẽ vang lên cho chúng ta xem âm thanh như thế nào. Vâng.
bê kép một cái mà chúng ta thấy rất bình thường, rất bình thường về hình thức và giá chi tiêu, vâng, xung quanh 28 triệu, nhưng thật phi thường về âm thanh, thật phi thường về cảm xúc khi cây đàn vang lên cho chúng ta nghe. Vâng, đấy. À, vậy chắc chắn nó là một điểm để chúng ta quan tâm. À, khẳng định điều đó, các bạn hãy nghe 88 phím của cây đàn. Vâng, rất đáng quan tâm phải không các bạn? Bây giờ mời các bạn xem cận cảnh cái chữ này, rồi chúng ta xem phần bên dưới của cây đàn. Vâng, chúng ta xem phần cái bê đàn này thì thấy nó dài hơn các bê đàn khác. Vâng, dài hơn, và họ làm cái chắn để chân chạm lên nó cũng cao hơn. Vâng, để chúng ta cùng xem. Cái lẫy này rất là chặt các bạn ạ, rất chặt, và đó em phải dùng sức đẩy lên đó. Ba cái thanh chuyền và nó sạch đẹp, đặc biệt là chúng ta thấy là cái con ngựa này này, đấy, con ngựa này còn rất chắc chắn. Còn mua đạn để ý là con ngựa này nếu nó bị nứt rồi hay gì đó là cũng là một vấn đề đấy nhá. Cái đầu dây này không gỉ này, đấy, con ngựa bên này tốt này, đó tốt, và cái khung này không bị, tất nhiên là rất ít khi là cái khung này có vấn đề, nhưng chúng ta cũng đã đi mua đàn thì chúng ta nên nên xem. Và chúng ta cùng là cái đầu hồi này. Đấy, với cái đầu hồi này thì các bạn có thể nhìn rõ được cái kiểu vai này thì dần giống như U3H, nhưng mà xuống chân này thì họ làm là có một cái trụ tròn nguyên khối trụ như một cái ống tuýp xuống như thế này, và lại có một cái vách tròn một nửa, và sau đó là gắn vào như thế này. Đấy, trông nó cũng khá là hiện đại. Và hiện đại tức là kiểu trong cái cổ nhưng mà có cái mới. Và cái đầu hồi này thì chúng ta sang cái nắp, nắp trên là những cái đốt dài, đốt dài được bảo dưỡng lại rất là sáng xanh. Đấy, cái vai, cái phao chỉ các bạn có thể xem kỹ ở đây. Đấy, và đặc biệt là mặt bên này chúng ta nhìn rõ hơn đúng không ạ? Đó. Có thể nói là một cây đàn mà được sản xuất như thế này là một cái sự rất là cầu kỳ và không hề đơn giản đâu. Và wow, cảm nhận thấy mặt sau này là 6 cái chân trống, 6 cái cột cột trụ trống như thế này, rất là chắc khỏe. Đấy. Đây. À, với cái đầu có thể nói nó rất mới nữa, và nó hơi hơi một chút cũ thời gian thôi, nhưng còn lại là nó mới đều. Và đấy, vẫn còn gọi là, có thể gọi là độ mới chứ không phải gọi là cũ nữa. Và rất được các bạn ạ. Và chúng ta cùng xem cái trong này. Đấy. Và những cái chốt pin trắng cao và đều, và Hiếu đều thấy ba vòng dây quấn và rất là đều như vậy. À, chúng ta cùng xem cái búa này. Đấy. Búa này. Đó. Rất là chặt các bạn ạ. Đó. Tiện đây chúng ta sẽ xem. Wow. Cái búa này. Đấy, nó rất dày đúng không các bạn? Đấy. Rất dày. À, như Hiếu vẫn nói là thể hiện cái độ dày của lông cừu ép, tức là người chủ trước người ta ít dùng, đơn giản vậy. Và thì chúng ta được mua lại với một cái sự ít dùng, tức là chúng ta đã có may mắn rồi. Và rồi
phần này chúng ta nhìn thấy mới hơn. Đấy, đấy. Các da dạ lò xo dây co này rất là mới, nhìn rất mới các bạn ạ, rất mới, rất mới. Vâng, rất là mới các bạn ạ. Vâng. Vậy cái đàn này đã được Hiệp hội Piano đã qua sử dụng của Nhật đánh giá như thế nào? Vâng. Đánh giá như thế nào? Rồi. Úi giời, tuyệt vời. Vâng, một cây đàn tuyệt vời, sản xuất năm 1981, cao 1m33 tại Nhật, với body được đánh giá là B, key A, pin A, action A và soundboard A. Vâng. Cái này Hiếu vẫn mách mọi người là nếu các bạn đi mua và có cái tờ đánh giá chất lượng này thì hãy túm vào cái tay ở dưới này, họ sẽ có cái chống photo, chống làm giả. Cái tay này bạn ấn là hay cách khác chính là kích nhiệt. Kích nhiệt 37 độ của chúng ta này thì nó thành màu trắng. Đấy. Thành màu trắng rồi nó hồng dần, hồng dần, hồng dần lên. Đó. Cái đặc điểm này là những người làm giả mà mức độ nào đấy thì chưa thể làm được. Vâng, đó. Vâng.